Hello everyone, welcome back to English for Free. Xin chào tất cả các em học sinh và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình về học trên truyền hình VN lớp 3. Chào mừng các bạn đã trở lại với buổi học ngày hôm nay. Let me introduce myself. My name is Quân. And today we are going to a new lesson. Mà chúng ta sẽ một buổi học mới. In the last lesson, we have revised some periods from Unit 11 to Unit 15. Ở bài học trước, chúng ta đã cùng nhau ôn tập toàn bộ các kiến thức của chương trình ở tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 từ Unit 11 đến Unit 15. Bởi vì các bạn sẽ có một kỳ thi giữa kỳ 2. Because you are going to have a second midterm test, so you have to worry a lot. Cho nên các bạn sẽ phải lo khá là nhiều. Bởi vì năm lớp 3 này sẽ vất vả hơn so với năm lớp 1 và lớp 2 một chút. Bởi vì các bạn có hai môn học mới, đó chính là một tiếng Anh và một tiếng học. Cho nên về lượng thời gian thì các bạn sẽ phải đầu tư nhiều hơn với việc ôn thi. Cho nên là bộ giáo dục đào tạo để mà giúp các bạn có thể là làm sao ạ? Để mà giúp các bạn có thể video the stress và cố cắt down the stress để mà giảm cái áp lực cho bạn. Thì bộ giáo dục đào tạo đã cho một cái phần đó chính là short story, phần kể câu chuyện ngắn. Và short story vẫn như giống như hai phần trước, cũng có vựa đề là cat and mouse. Và hôm nay chúng ta sẽ phần part 3. Chúng ta sẽ cùng nhau làm một số bài tập liên quan trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 3. Chúng ta bắt đầu nhé. Now let's start. I will ring for you guys. Tôi sẽ bật máy cho bạn. Đây. Now let's start. Okay, short story, cat and mouse, part 3. Đó là phần câu chuyện ngắn, mèo và chuột phần 3. Đây là hai nhân vật rất là yêu đúng không nhỉ? Okay, ở đây chúng ta có tất cả mấy bài tập đây. Now let's see. À, chúng ta có 4 bài tập. Nào chúng ta sẽ bảo tập số 1. First, we are going to the task number 1. Okay. Now, we are going to task number 1. Chúng ta sẽ vào bài tập số 1. Read the story. Put the life in the correct bubbles. Then listen and check. Chúng ta sẽ đọc một đọc về câu chuyện. Điền những phần còn thiếu và không hội phải đúng. Sau đó thì chúng ta sẽ nghe và kiểm tra lại xem bài của mình đúng không. We have 8 pictures. Chúng ta có 3 bức tranh. Thì câu hỏi đầu tiên thì chúng ta thấy bạn Tom họ trong bức tranh đầu tiên. Chúng ta thấy gì ạ? Bạn Miu thì đang hỏi một people hỏi gì đó. Để mà bạn sau đó thì bạn bạn Miu và bạn bạn gì ạ? Và bạn Chit thì đã trả lời là she's my sister. Đây là chị gái của tôi. Ở bức tranh số 2 thì chúng ta thấy bạn Miu lại hỏi một câu hỏi nữa. Và đó là câu hỏi gì thì chúng ta vẫn chưa biết. Nhưng chúng ta nghe biết được câu trả lời của bạn Chit. Đó chính là I have 2 sisters and 1 brother. Mình có 2 chị gái và 1 em trai. In picture number 3, ở bức tranh số 3 thì chúng ta thấy bạn Miu thì đang hỏi một điều gì đó. Miu asked Jeff about something. From Chit, he trả lời. And she answered that they're here. Và Chit thì trả lời rằng là họ ở đây, đúng không? Bức tranh số 4 chúng ta thấy rằng là Mimi Chet introduced her sisters and her brother. And Miu and 2 sisters greeting each other. Chúng ta thấy rằng bạn Chit thì giới thiệu hai người chị của mình ở đến với bạn Miu và sau đó hai bạn chào hỏi nhau.
Ở bức tranh phố năm thì chúng ta thấy rằng là bạn chiết thì giới thiệu về bé em trai của bộ ấy, đó chính là Jack, chạy. Ok. Và hai người đấy cũng chào hỏi nhau. Ở bức tranh phố 6 thì chúng ta thì bạn Miu ngồi trên ghế và hỏi một điều gì đó. Và bạn chiết thì trả lời là 8, là phố 8. In picture number 7, ở bức tranh phố 7 thì chúng ta thấy bạn Tom, xin lỗi, bạn Miu hỏi rằng là 8 rooms, what for big house? 8 phòng á, đó là một ngôi nhà to. Và bạn Miu nói rằng là yes, it's a big meow house. And the last one, và cái cuối cùng. Miu said that a big meow house. Miu nói rằng là một cái ngôi nhà chuột lớn và nó thật là tuyệt. Yeah, and yeah, she said that yeah it is. Và chị nói rằng là ừ đúng vậy. Nào bây giờ chúng ta sẽ nghe một loạt xem nội dung nói về cái gì. Cái này đơn giản thôi. Cái này đã có sẵn. Page 38. Short story. Cat and Mouse Part 3. Activity 1. Read the story. Ở đây thì ở đây người ta thực ra là vì mấy cái phong này thì đây người ta đã có gợi ý sẵn rồi, thì gợi ý nó ở phía trên này, cho nên việc các bạn nghe thì bạn chỉ phải nghe một lần, còn nếu các bạn muốn nghe lần hai thì bạn có thể tua về. Thì ở đây thì chúng ta có 40 câu hỏi. Ở câu hỏi đó chính là how many rooms are there in your house? Có bao nhiêu phòng ở trong ngôi nhà của bạn? Next one, number B. Bài tiếp theo là chính là bài B. How many brothers and sisters do you have? Có bao nhiêu bạn, có bao nhiêu anh trai và em chị gái? Bộ C. Where are they? Họ ở đâu? Và bộ cuối cùng, who is Mimi? Mimi là ai vậy? Chúng ta sẽ cùng nhau nghe nhé. Put these lines in the correct bubbles. Then listen and check. Who's Mimi? She's my sister. Ah, who is Mimi? How many brothers and sisters do you have? Ah, I have two sisters and one brother. Where are they? They're here. This is my sister Mimi, and this is my sister Nini. Hello. Hello. And that's my brother Jack. Hello. Hello. How many rooms are there in your house? 8. 8 rooms. That's a big house. Yes, it's a big mouse house. A big mouse house. That's nice. Yes, it is. Okay, so have you finished your exercise? Vậy các bạn vừa rồi, vậy thì các bạn đã hoàn thành xong bài tập của mình chưa? Nào bây giờ mình sẽ cùng các em check lại nhé. Ở câu đầu tiên, how many rooms are there in your house? Bởi vì căn cứ với câu trả lời, xin lỗi, cái này nó hơi nhầm một chút. Câu đầu tiên chính là bức tranh phố 1 nhỉ? Thì she's my sister, chúng ta đang cần điền một chỗ trống. Còn phần A này thì nó là nối với phần sau. Phần A này nó hơi là một chút. Thì các bạn thân mến, câu trả lời của bức tranh đầu tiên nó chính là she's my sister. Bộ ấy là chị gái của tôi. Vậy chắc chắn người ta hỏi rằng ai là chị gái thì chắc chắn người ta phải hỏi who is she, who is she. Và cụ thể ở đây chúng ta nghe được câu đầu tiên đó là gì ạ? Who is Mimi? Như vậy câu một đó là đáp án. Number 2, câu số 2 thì chúng ta thấy rằng bạn chết trả lời rằng I have two sisters and one brother. Tôi có hai chị em và một anh em trai. Thì chắc chắn người bạn Miu của chúng ta hỏi rằng có bao nhiêu anh trai và chị gái mà bạn có, thì chắc chắn cái này phải là trả B. Ok, number 3.
thì chúng ta thấy rằng ở trong bức tranh số 3 thì chúng ta thấy rằng bạn chít trả lời rằng they're here, tức là họ họ ở đây, tức là nó đến vị trí của những cái người người anh trai chị gái của bạn chít. Thì chắc chắn người ba đang hỏi về vị trí của những người đó ở đâu. Cho nên tôi đã làm đúng ở đây phải là where are they? Họ ở đâu? Và cái cuối cùng chắc chắn nó sẽ phải là gì? À rồi. Ok. Dịch qua nhá, không mày bảo không biết dịch. Mimi là ai vậy? À, bố ấy, chị gái tôi. À, em gái tôi. Bạn có bao nhiêu chị em? Anh chị em, tôi bỏ hai anh trai và một anh trai. Họ đâu rồi? Họ ở đây. Xin chào. Đây là chị gái tôi, Mimi. Và đây là em gái tôi, Nini. Xin chào. Và đó là anh trai của tôi, Jack. Xin chào, xin chào. Có bao nhiêu phòng trong nhà bạn? Tám. Tám phòng. Đó là một ngôi nhà trụ nhà lớn. Vâng, đó là một ngôi nhà trụ lớn. Một ngôi nhà trụ lớn, thật là tuyệt. Vâng, đúng rồi. Ok, now according to the dialogue, let's do the following task. Căn cứ vào cái bài hội thoại trên, chúng ta sẽ làm bài tập số 2, Calling the answers. Với những câu trả lời sau. Nếu như đề bài yêu cầu chúng ta sửa lại những câu trả lời thì chắc chắn mấy câu đó nó đều sai, cho nên chúng ta phải sửa lại. Nếu như bài đó đúng rồi, người ta sẽ không bao giờ yêu cầu các bạn sẽ phải chạm sửa lại những câu trả lời. Thì ở đây chúng ta có một câu như sau: How many sisters does she have? Chị thì có bao nhiêu chị em? Thì ở đây có một ý kiến: He has one sister. Bộ ấy có một chị gái. No, he. Bộ ấy là sao? Theo như đoạn thông tin chúng ta vừa tìm thì cô ấy có bao nhiêu chị gái? Đó chính là two sisters, not one. Không phải một đâu nhá. Cho nên chúng ta sẽ có câu trả lời: No, he has two sisters. Không, anh ấy có hai chị em. Câu hỏi số 2: How many brothers does he have? Cậu ấy có bao nhiêu anh em trai? He has two brothers. Cậu ấy có hai anh em trai. Thì câu trả lời đúng hơn đó chính là bao nhiêu? À, one brother, một anh trai. Và câu trả lời chúng ta cần có được là gì? No, he has one brother. Không, anh ấy chỉ có một anh trai thôi nhá. Ok, câu số 3: What's the name of chief brother? Vậy tên của anh em trai chief là gì? Ở đây người ta cho là John. If John, có phải John không? No, bởi vì ở đây người ta chief vừa giới thiệu that's my brother Jack, đó là anh em trai của tôi Jack. Như vậy chắc chắn tên của bọn ấy không phải là John. Thì chúng ta sẽ nói là No, chief brother name is Jack. Không, bên anh trai của Jit và Zacker. Và câu cuối cùng: How many rooms are there in the mouse house? Có bao nhiêu phòng ở trong cái ngôi nhà chuột? Thì ở đây người ta cho là there are six, có 6. Nhưng chúng ta hãy xem lại thì xem người ta nói là bao nhiêu. Người ta có nói là 6 không? No, there are more, có nhiều hơn. There are 8 rooms, có 8 phòng cơ. Cho nên câu này chúng ta phải nói là gì? No, there are 8 rooms in the mouse house. Không, có 8 phòng trong nhà chuột cơ. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần số 3. Unframable with words from the conversation. Chúng ta sẽ phát lại những từ vào trong hỏi vào trên phim trên. Và chúng ta sẽ có 5 phút để trả lời. Ở đây là người phòng mẫu. Ở đây người ta sẽ cho bác ký tự, người ta sẽ đảo lộn chữ tự. Thì chúng ta có câu đầu tiên, câu A đó chính là sister, đảo lộn. Câu B đó chính là brother, anh em trai. Câu C đó chính là house, căn nhà. Câu D đó chính là rooms, nhiều căn phòng. Câu E đó chính là hello, xin chào. Và câu F đó chính là mouse,
Chuột. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần số 4. Come with the conversation between Mew and Mimi. Hoàn thành đoạn hội thoại giữa Mew và Mimi. Ở đây chúng ta có các chỗ trống như sau. Hello, my vì Mew. What vì that. My vì đó, Mimi. Nice vì đó, Mimi. Và vì đó, Mew. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau nghe một lượt. Page 39. Activity 4. Complete the conversation between Mew and Mimi. Hello, my name's Mew. What's your name? My name's Mimi. Nice to meet you, Mimi. Nice to meet you too, Mew. Các bạn thấy trong cái này nó lại có pivot nhưng thực ra nó khiến cho nó bị nhầm đấy. Thực ra bài hội thoại này không hề có chữ that, cho nên các bạn nên lưu ý nhé. Ok, vì chúng ta thấy bài này quá dễ, chúng ta không cần nghe, chúng ta có thể phải tự trả lời được. Đối với câu đầu tiên, chúng ta thấy giới thiệu Hello, my name's Mew. Xin chào, tên của tôi là Mew. Cho nên bài đầu tiên nó là names. Và lưu ý ở đây phải có kèm với sở hữu cách. Bởi vì ở đây, hoặc các bạn có thể ghi là name, các bạn có thể ghi là name is cũng được, không sao cả. Bạn đều có thể viết như thế nào vì của các bạn. Và tương tự với này cũng vậy. Các bạn cũng có thể viết tương tự như thế này nhá. Không sao cả, các bạn viết tắt cũng được, không viết tắt cũng không sao, đều đúng. Câu số 2, đó chính là chúng ta thấy bạn ấy hỏi rằng là what's your name, hỏi tên của bạn là gì. Cho nên William từ điểm ở đây chính là your name. Bước tiếp theo, my name is Mimi. Tên của tôi là Mimi. Có thể viết là my name hoặc my name is đều được. Bước tiếp theo thì chúng ta có nice to meet you Mimi. Rất vui được gặp bạn. Ở Mimi thì chúng ta sẽ phần đưa bạn từ to meet you để gặp bạn. Được gặp bạn. Và bài vua cuối cùng, nice to meet you too Mew. Thì chúng ta sẽ biến bị câu nice to meet you, rất vui được gặp bạn. Thì ở đây chúng ta sẽ nói mình rất vui được gặp bạn Mew. Như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu hoàn thành xong các bài tập trong sách giáo khoa tập 2 đối với phần short story Cat and Mouse Part 3. Chúng ta đã cùng nhau tìm hoàn thành xong cái bài tập câu chuyện ngắn mèo và chuột phần 3 một bài lớp 3. Và tôi chúc các bạn làm bài thi dự kỳ 2 tốt và có đạt kết quả cao nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bài học tiếp theo chúng ta sẽ vào unit 16 nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào mọi người. Goodbye and see you later. Goodbye.